Vâng. Ui, sang kia hôm nọ mưa ngập nước rồi. Không biết là nó ở trên đất là máy không? Hôm qua bác Nga vừa vào xong. Thế mà nó ngập máy rồi. Nó đi đò nhanh đi bộ ở trên kia này, nghe chim hót đã luôn. Nó ngồi đây con nghe. Nó mẹ ăn gì để ngập nước mà gì vào vào hết máy. Ừ, Trang ấy vừa rồi dưới trưởng bảo là xong rồi bọn nó xuống, bọn nó lại không lấy hay sao? Không lấy.